Chào các bạn, tôi là Quý và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dựng trại. Và nơi tôi đang chuẩn bị dựng trại đây là nơi quay cảnh phim Hoa vàng trên cỏ xanh. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu dựng trại, thì thời gian dự kiến khoảng 15 phút và tôi sẽ bắt đầu. Thì tôi sẽ trình bày cái bộ dụng cụ của dựng trại thường có. Thường một bộ dựng trại nó sẽ có của mình mua thì hai lớp. Và họ sẽ buộc như thế này. Và đây là lớp trong, còn đây cái miếng này là chống nước, chống mưa khi ngồi, và nó sẽ có một túi chứa 10 cây cọc, 10 cây cọc sắt, các bạn có thể thấy, và mình đã chuẩn bị thêm một cây búa để tiện cho việc đóng cọc, và trong này là một hai cái cây bộ làm bộ khung để nâng đỡ trại. Rồi, như lại giờ là chúng ta đã có đủ dụng cụ. Thì việc đầu tiên của việc dựng trại là chúng ta nên chọn một mặt bằng cao hơn xung quanh để khô thoáng, và đặc biệt là tìm một cái cảnh view thật là đẹp. Chúng ta quay qua cảnh kia. Tại buổi sáng sau khi chúng ta dựng trại thì chúng ta có thể thấy được một cái khung cảnh dễ chịu và đẹp mắt. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái công việc đầu tiên, đó là sắp xếp bộ khung. Thì cái này cũng dễ thôi, các bạn kéo ra và đẩy vào. Thì một bộ khung như vậy nó dài khoảng 4 mét. Một cái khung nâng đỡ. Thì các bạn cần ấn vào, nó sẽ có một dây thun để kéo cái khung này vào nè. Rồi một cây, mình làm tương tự với cây thứ hai. Các bạn thấy cái công việc này rất đơn giản và các bạn có thể thực hiện quay. Các bạn có thể dựng trại bằng một mình, nếu có hai người thì nó tiện hơn. Thì mình sẽ làm cái việc dựng trại này một mình để hướng dẫn các bạn. Và việc rất quan trọng đó là các bạn phải chọn hướng gió. Cái hướng gió hiện tại mình đang quay thì hướng từ trên này xuống, thì mình sẽ làm cho cái chiều sao cho nó xuôi gió để cái trại có thể đứng vững. Mình sẽ làm cho cái chiều ngang của trại hướng lên phía trên. Rồi ok. Thứ hai là chúng ta sẽ xỏ khung vào các bạn. Các bạn để ý cái đầu này là nó không có lỗ, chúng ta phải đưa vào cái khung này phía trước, tại vì xíu nữa chúng ta sẽ cắm một cái chốt này vào cái cọc này, nếu không có lỗ thì chúng ta phải cắm kiến thức rồi đó. Quay cận cảnh hơn được không? Rồi ta đút vào, ở đây có một cái móc, ta móc vào rất là đơn giản. Tương tự nó còn ba cái móc bên này. Bạn làm điều tương tự với cây thứ hai. Thì có thể nói thì gần đây cái phong trào phượt được gọi là phải gọi là bùng nổ các thanh niên trẻ, và một cái kỹ năng cần thiết đó là kỹ năng dựng trại. Và các bạn quan sát, thì nếu các bạn thực hiện một mình á, thì khi chúng ta nâng lên á, thì đầu kia sẽ di chuyển, chúng ta sẽ cố định bằng hai cái cọc. Nếu ở vị trí mà đất nó không được cứng á, các bạn có thể cố định bằng bốn cái cọc. Và em bây giờ quay sát lại để ra đây được. Rồi các bạn đóng xuống. Rồi, được rồi. Bây giờ mình sẽ nâng lên. Wow, cái này bị tụt rồi.
gần lại đây. Các bạn cắt buộc ở phía trên này, nó có hai mẫu dây. Các bạn kéo cái này xuống, gài cái này qua, đơn giản vậy thôi. Rồi như vậy là các bạn căn bản chúng ta sẽ cố định lại. Nếu mình đây có gió, chúng ta nên cố định thêm bằng hai cái cọc, hai góc nữa. Và mình sẽ thực hiện. Ok. Lớp thứ hai, lớp cách mưa. Ở đây nó có hai cái đầu dài, chúng ta sẽ hướng cái đầu này hướng có gió. Các bạn thấy ở đầu nó sẽ có một con chốt như vậy, chúng ta gắn xuống. Như vậy là tạm xong. Một số các bạn thì nó có sẽ một số chốt băng keo để đính dưới này, các bạn có thể thấy mục đích này là để giữ cho lớp ngò nó dính vào bộ khung, tạo độ chắc chắn, các bạn có thể dán lại. Ok, và đây là cọc cố định. Chúng ta sẽ thực hiện cho phía mà có chịu gió đầu tiên, tại vì đây là nơi mà nó hắt xuống, chúng ta không thực hiện trước thì có thể nó bị dập. Các bạn giữ căng chéo một góc theo hướng của cái khung băng đỡ. Ok, bạn ở đây thấy có hai mối thì chúng ta nên cố định vào phía có cái nhựa này, bởi vì khi chúng ta mở thì cánh cửa bên này sẽ mở, chúng ta nên cố định cọc bằng phía bên này. Rồi cái này thì khi bộ sản xuất nó chưa có cố định dây với lại khung, cái này mà mình đã cột trước. Tác phẩm của chúng ta sắp hoàn thành. Ok, và đây một cọc cuối cùng. Bỏ qua cọc này. Cọc này. Và như vậy là mình đã hoàn thành dừng trại, cái hướng dẫn dừng trại cho các bạn không biết thời gian mấy phút. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn có thể thấy cái xung cảnh xung quanh, em thể quay xung quanh. Và đừng quên ăn mừng chiến thắng.